Nhất thì giống ngồi ngài mong muốn tam trình chủ đề là tôi tắt trao đổi non người cấp tuyển hôm cả tôi đã hốt tập bồi tôi tắt trao đổi non người cấp tuyển từ Hà Nội giá trị bao cố cả bao quốc an mà mẹ tu biển đến Hà Nội à Trung Quốc Hải Nam Hải Phòng Quảng Ninh Tuyên Quang Trịnh à cô à quốc an chạy à đại cài bị à Rượu, mắm mẹ, à, Hà Nội ở Việt Nam có chúng ta có thể nói về bao à bao mắm mẹ sau đó à, chúng ta có thể hô à, sử dụng AI tôi có à, bất động sản chủ đề bất động sản tôi có 20 cáo à, chúng ta có thể tục cào tiền bếp và tiền hàng à, cô ơi à, tục tiền bếp à, bà Thảo tôi tục tiền hàng bà Thảo tôi tục theo cô ơi sau đó sau cô ơi đã tục tiền cao tiền bếp à cô ơi à đúc theo sau đó tôi đã đúc cao trên hẳn à chúng ta có thể lên thấp và hút thấp à ngôi nhược là bôi ngôi nhược ngôi như là tiền bếp và tiền hàng chúng ta có thể Trung Quốc là Trung Quốc có thể nghe có thể nói có thể trao chuyện có thể hiểu sau đó chúng ta có thể tốt cao tiền bếp tiền ăn có thể đi cao biết đi việt đi việt vàng trên biết trên hẳn nên chúng ta có thể hiểu ý nghĩa cao sau chúng ta đúc chúng ta đã đúc cao chúng ta có thể cao chuyện về ý nghĩa tư vương ý nghĩa cao chúng ta có thể học hôm nay tôi đã nói về hôm nay tôi đã nói về tôi tắt trao đổi nông nuôi thực hiện tôi tắt là cô ơi ai học tập thiên hành để làm việc bất động sản ô Hà Nội chung lại là sau đủ sau năm cô ấy sẽ làm bếp cô làm bếp bắt trong sân vôi như Hàn Quốc ai sẽ sống cuộc sống ở Hà Nội tôi cấp bằng thú vị để học để trước cô ấy để phát triển kỹ năng ngôn ngữ của tiếng Hàn cô ơi cùng trước tôi phát triển kỹ năng tiếng Việt đó là trao đổi ngôn ngữ.
thất truyền. Hôm nay tôi là nói về tôi tắt cho đôi nón núi thất truyền xuống. Tôi đã nói về tôi tác ở đâu đôi nông nư tức tuyến. Mỗi ngày tôi lên thờ, mỗi ngày tôi lên thờ cổ. Nhạc đình giống nói bao ngại não chứ đây là tôi đã đứng đau đổ em tôi đang tập trung bao Hà Nội giờ chỉ ô đồ đa kiên tôi cảm thấy như mình đang đau khu như gì nương cung liên quan đến quốc tế có thể cô đang ở Hà Nội hay không. Chúng ta có thể nói về việc phát triển ở Hà Nội và các lĩnh vực liên quan. Mình biết chuẩn bị tôi đã bắt đầu chưa cố bạn. Chúng ta có thể cùng nhau luyện tập trao đổi về các chủ đề mặc dù có những thứ tôi chưa hiểu rõ. Nhưng tôi tin rằng cùng nhau chúng ta có thể là tức những bước chuyển tốt. Trong khi đó, chúng ta có thể thảo luận về các thức trao đổi ở các khu vực như Trung Quốc hay các quốc gia khác. Hôm nay, tôi đã đề cập đến nhiều chủ đề và cảm thấy rằng việc phát triển kỹ năng sẽ mang lại hiệu quả lâu dài. Như cô bác ký, dù chỉ cách cảm lắm rõ hai số tôi biết nhỉ. Cố gắng.